dây đó, các bạn thấy nhìn rất là thích mắt. Nếu là cô gái và những người mà mê ăn chè ăn uống mà bỏ qua được cái quán chè Hùng Tiên này rất là uống. Đây là chuối phải không cô? Còn đây là chè nhãn đấy hả cô? Là chè táo. Đây các bạn, sữa trân châu, hạt dừa là sữa trân châu, dưa gan mít, nhãn. Tại bữa nay nấu chè nếp chè chén cũng nhiều lắm, nhìn rất là tươi ngon. Đây là sách ra nhiều loại các bạn, nhìn hoa cả mắt. Mà mình con trai nên mình cũng không có rành lắm về những cái nguyên liệu này, nhưng mà mấy chị em phụ nữ con gái là rất là rành đó. Rất nhiều loại đậu được làm sẵn, chắc chắn là bà chủ quán chè Hùng Tiên là rất là khéo tay rồi các bạn. Quầy tủ rất gọn và sạch và trưng rất là nhiều chè khác nhau. Đây là khách đang ghé để mua chè về nhà ăn các bạn. Đây là những người mà đam mê ăn uống với lại ăn chè. Đây là sầu riêng chủ quán chè Hùng Tiên làm sẵn. Cô đang làm ly chè Thái cho khách mang về. Chị bé hay mua chè gì mang về ạ? Em mua chè Thập Cẩm với lại chè Thái. Chị bé đã cho cảm giác về cái món chè ở quán Hùng Tiên thế nào ạ? Quán chè đây anh thật con vừa ngọt đầy đủ ngọt xanh và thích nhất một quán chè đây. Chị bé có hay mua về nhà cho bạn bè hoặc là người thân không ạ? Tất nhiên rồi, là mình ăn thì mình con nên mình cũng hay mua về cho gia đình bạn bè, và đặc biệt là hay mua lên cho lớp cho mấy bạn ăn. Hãy mua lên lớp trên trường cho mấy bạn ăn chơi vui không ạ? Đây khách đang mua về bên con đường Phan Văn Trị rất là tấp nập, gần với ngã tư Phạm Văn Đồng nha các bạn. Đối diện nhà hàng Vườn Câu là quán chè Hùng Tiên, nhìn rất là sạch sẽ, rất là nhỏ và gọn. Quán chè Hùng Tiên của cô bán đã rất là nhiều năm rồi. Ngày trước là cô bán ở dưới nhà bè, xong giờ lên đây làm chi nhánh mới trên này. Hay chè Thái 20.000 rất là rẻ, đồng giá 15.000. Rất là nhiều chủng loại chè mà hiện có trên thị trường, nhưng mà giá của cô rất là rẻ, ngon và nguyên liệu rất là đảm bảo. Con chào cô, cho con hỏi cô bán chè ở đây được bao nhiêu năm rồi ạ? Bán chè được 20 mấy năm rồi, lên bán kiểu như vậy mà bán là 8 năm, còn cái đâu là 7 năm, tổng cộng là 20 mấy năm á. Dạ, hơn 25 năm á cô ha.
À, cô cho con hỏi là sao cô đặt tên là quán là Phùng Tiên à? Tại vì tên đó là hai đứa con gái. Dạ. Yeah. Phùng Tiên là em, tôi yeah. là mẹ Phùng Tiên. À. À, cô có hai cô con gái đó xin tên là Phùng Tiên nên là cô đặt tên quán là Phùng Tiên luôn. Đó, các bạn thấy cô bán rất là lâu đời, nhìn chè cô rất là ngon, rất là gọn gàng. Đó. Nhìn cô rất là hiền hòa, phúc hậu các bạn. Để làm thịt chè thải gọi là xăm bổ lượng. Xăm bổ lượng cho mấy anh trái hả cô? Mấy anh thịt thôi. Dạ. Xăm bổ lượng đây bao nhiêu một ly cô ạ? 15 ngàn một ly. Sao nhiều loại chè vậy mà cô vẫn nhớ cách bỏ từng thứ, từng gia vị, từng loại cô? Tại mình bán mấy chục năm rồi á. Dạ. Mình quen tay rồi, bỏ là nhớ tất cả. Không có biết thế nào hết á. Cô hay chè đậu phụng rang sẵn, đậu phụng hạt. Đó.